hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo tới hiện trường vụ tiêu diệt Tuấn Khỉ, trưa 14 tháng 2. Hàng trăm người, vẫn tụ tập xung quanh hiện trường vụ tiêu diệt Tuấn Khỉ nơi lực lượng. Chức năng, đang làm nhiệm vụ, bất chấp việc được yêu cầu rời khỏi hiện trường. Sáng 14 tháng 2, đông đảo người dân, vẫn tập trung quanh khu vực cầu sáng, giáp danh giữa Tân Hiệp Hóc Môn, và Bình Mỹ Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, để theo dõi cơ quan, chức năng khám nghiệm hiện trường nơi, được cho là bắn tiêu diệt Tuấn Khỉ. Dù tích cực giải tán. Nhưng, vẫn rất đông lực lượng YouTube và live streamer tụ tập khiến cơ quan chức năng phải bảo vệ hiện trường vất vả. Đến 8 giờ 50 sáng cùng ngày, xe cứu thương, được cho là điều đến để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, cũng xuất hiện thêm lực lượng công binh tại khu vực trên. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai già mìn quanh nhà, được cho là tuấn khỉ ẩn náu. Đến 11 giờ 15 phút, lực lượng làm nhiệm vụ khám nghiệm dần rút đi, nhưng hiện trường vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 1, do mâu thuẫn trên sới bạc, tại khu vườn phía sau một căn nhà trên đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nên đối tượng Lê Quốc Tuấn Tuấn Khỉ, đã về nhà lấy súng AK bán xếp rồi, được Lê Quốc Minh 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi trở quay lại sòng bạc nổ súng, khiến bốn người chết và một người bị thương. Cùng ngày, ông V. C. T. 40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức bị bắn chết trên tỉnh Lộ 15 huyện Củ Chi, chiếc xe máy xe máy hiệu Way, màu xanh BS. 59S2-595.12 của nạn nhân bị chiếm đoạt, công an nghi vấn vụ cướp này cũng do Tuấn Khỉ gây ra. Ngày 30 tháng 1, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, sau đó truy nã toàn quốc đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nguồn ảnh, báo điện tử VTC News, người lao động. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại